Chào các bạn, hôm nay máy tính Đức Huy xin giới thiệu với các bạn đó là con Samsung J7. Hôm nay mình có con Samsung J7. Hiện tại mình sẽ mở cái hộp J7 này ra xem trong con J7 này có những gì nhá. Ok, hôm nay mình đã lấy dao rạch cái chỗ này rồi. Trong con J7. Ok. Cái này là nó nằm trong cái điện thoại này. Đấy, còn có cái giấy này. Samsung Galaxy J7. Trong cái này thì gồm có máy này. Ok. Máy Samsung J7. Con này là sử dụng camera kép, một con là 12MP và một con 5MP. Còn camera trước này thì lại khủng hơn con hai con camera sau, con camera trước này 16MP. Hỗ trợ cho các bạn selfie rất tốt. Về kiểu dáng con này nhìn cũng rất là ok, giống kiểu dáng iPhone. Về bên trong của nó thì có sách hướng dẫn này. Ok, các loại sách hướng dẫn này. Có cái khe chọc sim này. Có rắc dây sạc này, cắm kết nối cổng USB cho máy tính, kết nối với máy tính này. Tiếp theo là một cái tai nghe của Samsung. Mình cũng chưa nghe cái tai nghe này như thế nào, nhưng có vẻ là cái tai nghe này nhìn có vẻ như cũng có vẻ ổn. Nhìn qua qua thì giống cũng cúi bắp, không ăn thua. Đây là toàn bộ con J7. Con J7 này thì về cái thông số của nó ấy, thì đánh giá về con J7 này thì camera trước đây là 16MP. Độ phân giải màn hình là 1920x1080. Đấy, 1920x1080. 1920x1080. Ok. Thì thông số của con này thì RAM chip của nó thì là con camera sau thì là sử dụng 12 chấm và 5 chấm. Tốc độ chip của nó thì là chip 4 nhân 2,39 GHz. Đấy. Và số nhân là 8, tức là có 2 nhân, tức là 4, 2 lần 4 nhân. RAM của nó 4GB. Chip đồ họa sử dụng chip Mali T880 MP2. Ok. Bộ nhớ trong của nó là 32GB. Bộ nhớ trong 32GB. Kích thước con này của nó là 152,4 nhân với lại 47,7 và nhân với lại 7,9. Màn hình thì mặt màn hình là có kính cường lực. Công nghệ màn hình của đây là Super AMOLED. Chuẩn màn hình ở đây là Full HD. Và con này thì có đặc điểm là khác hơn những cái con J7 Prime và J7 Pro, đó là có cái camera trước để nhận diện khuôn mặt. Tức là các bạn mà chỉ cần muốn mở cái màn hình này, các bạn chỉ cần giơ mặt các bạn vào trong cái điện thoại này là nó tự mở cái màn hình lên cho chúng ta. Nó giống như kiểu chúng ta sử dụng vân tay như này này. Đấy, giơ mặt cái là nó mở luôn. Tiếp theo là về cái chức năng chụp ảnh của nó thì có chức năng chụp ảnh xóa phông này, tự động lấy nét này, chạm lấy nét, nhận diện khuôn mặt, công nghệ HDR Programma, đó là các cái công nghệ về camera. Đấy. Thì về khối lượng của nó, con này nặng khoảng 180g. Đấy, kiểu dáng thì thanh thẳng cảm ứng. Pin của con này thì cũng gọi tạm gọi là trâu, nó gọi là 3000 mAh, loại pin Lion. Ok. Con này có các cổng kết nối, đó là các cổng USB này, micro USB, jack tai nghe 3.5, mic, các cái phím volume to nhỏ, nút nguồn. Ok, loa. Ở đây là khe cắm sim với lại thẻ nhớ. Rồi nó đây. Đấy. Mình đưa cái này là mình đã cài cái bảo mật vân tay rồi. Nếu mà bây giờ đúng tay nó mới mở ra đấy. Ok. Nó có bảo mật thì cũng có bảo mật vân tay, bảo mật dạng như kiểu mã hóa pin, mã pin. Rồi bảo mật khuôn mặt. Đấy, bảo mật khuôn mặt mình thấy là con này nó, con đây con J7 cộng này nó có tính năng bảo mật, nó có nhận diện khuôn mặt này. Các bạn chỉ cần giơ mặt mình vào cái camera này phát là cái màn hình người ta mở luôn. Đấy, không phải thao tác một cái gì cả. Đấy. Về các giải trí của nó thì là cái ứng dụng công nghệ xem phim H256 này, 3GP, MP4 AV. Nói chung là các thể loại video, âm thanh cũng thế. Và con này thì mình mua của hãng Samsung. Bảo hành 12 tháng, bảo hành theo điện tử. Ok. Mình thấy con này chụp ảnh thì cực đỉnh luôn. Mình vừa
giở cái máy ảnh cho các bạn xem nhá. Bộ sưu tập này. Đây. Ảnh mình chụp đây. Các bạn thấy chưa? Bá đạo luôn. Nét căng luôn. Đây, mình zoom lên này. Đấy, zoom nhưng mà nó không vỡ hình. FPS. Đấy là camera sau của nó chỉ có cái thế đấy. Chỉ có 1 mê đấy, à có 12 mê và ấy đấy. Ok, theo mình thì với tầm tổng khoảng 7 triệu thì chúng ta mua con này là cũng đáng đồng tiền mất gạo. Cho anh em, những người nào sắp chuẩn bị mua thì mình nghĩ rằng con G7 cộng này nó cũng là con rất là hay. Và mình mua thì cũng được anh em kỹ thuật biết nhau rồi cho nên hỗ trợ mình giá cực tốt, khuyến mại đủ thứ. Ok, trên đây là đánh giá của con G7 của mình. Con G7 cộng. Ok. Đấy. Như cái tờ nó là bảo mật bằng vân tay này, hai camera kép này. Trời ơi. Ok. Trên đây là đánh giá của con G7 cộng của mình. Xin chào và tạm biệt các bạn trong những video tiếp theo.